Xin chào và cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh và ông Audio. Clip này em test cặp loa Superchef GR của Tannoy, hay anh em vẫn thường gọi là loa siêu chép ST300. Đây là cái model loa siêu chép để bổ trợ thêm dải cao, cũng như là những cái cặp loa mà những cái dải cao nó không không lên tới thì chúng ta sẽ dùng thêm cái cặp loa siêu chép này để cho nó bổ trợ thêm dải cao được tốt hơn. Đây là cái cặp loa siêu chép đầu bảng cao cấp bậc nhất hiện nay của Tannoy, với giá bán mới là hơn 70 triệu đồng, thì giá một cặp lướt chỉ có hơn 40 triệu đồng một chút thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bảo Hùng để được tư vấn thêm. Bây giờ thì xin mời anh em cùng thưởng thức một chút một đoạn nhạc. Thực ra là để test được cái loa siêu chép này thì nó rất là khó, bởi vì nó không phải là ra tiếng như là các cái dòng loa bình thường, mà nó chỉ những cái đoạn nhạc, những bản nhạc nào mà nó có cái dải cao vượt qua cái ngưỡng 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 mà cái loa bình thường không thể hiện được thì nó sẽ thể hiện tiếp và bổ trợ thêm dải cao thôi, chứ nó không không phải là nó ra tiếng như loa bình thường, cho nên là sẽ hơi khó test hơn. Đó, nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ rất là vừa thôi. Chúng ta có thể thấy các cái âm thanh của nó rất chi tiết và sạch sẽ, đúng không ạ?